Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TD Shop. Thì bữa nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái slider hot product ở chỗ này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tương tự như cái trang của tôi ở bên này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi tiếp tục thì tôi cũng vô này cái trang index và tôi sẽ tiếp tục viết code. Thì ở đây thì tôi có một cái thẻ là section. Cái section này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng section hot product. Rồi bên trong section này thì tôi sẽ có các thẻ div. Thẻ div này thì đầu tiên thì tôi cũng cho nó cái class là bằng container. Rồi tiếp tục thì bên dưới nó thì tôi có cái thẻ h3. Class h3 này tôi cũng cho nó cái class là bằng line. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là text center. Rồi tôi cho nó cái nội dung là hot product. Rồi tôi cho size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã có cái title hot product như vậy. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới này thì tôi có cái thẻ UL. UL này thì tôi sẽ cho nó cái ID bằng slider hot product. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái thẻ A. A thì tôi cũng cho nó cái href. Thì tôi cho tạm thời tôi cũng để cho nó là dấu thẳng. Rồi bên trong cái A thì tôi có cái thẻ img. Img thì tôi có cái src. Thì tôi sẽ chọn tới cái folder img và tôi sẽ import cái hình của tôi vô đây. Tương tự thì tôi sẽ vô cái folder img của tôi và tôi sẽ đi copy mấy cái tên hình vô. Ví dụ như tôi muốn cho nó cái hình này chẳng hạn thì tôi sẽ copy cái tên hình và tôi sẽ paste nó ở đây. Rồi tiếp theo thì cái img này thì tôi sẽ có cái class cho nó bằng img circle. Rồi tiếp theo là tôi có cái class là img black seashell. Tôi đi cho save và tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó có một cái hình như vậy. Thì cái slider này tôi chưa viết style cho nó nên là nó tạm thời nó cái hình nó sâu lên như vậy. Tôi sẽ viết style chỉnh cho nó sau. Tiếp tục thì bên dưới này tôi lại có cái thẻ div. Rồi trong thẻ div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng magic product. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ A. À, tôi cũng cho nó cái class là bằng like claim. Rồi tiếp theo thì tôi có cái href là bằng, thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái dấu thẳng. Tạm thời tôi cứ để cho nó dấu thẳng và cái nội dung nó thì tôi cho chẳng hạn như là perfect simple. Tiếp theo thì tôi có cái thẻ P. Thẻ P này thì tôi lại có cái thẻ span. Span này tôi sẽ cho nó cái class là bằng item drive. Rồi theo thì cái nội dung của nó thì tôi sẽ cho nó cái giá chẳng hạn của sản phẩm, chẳng hạn như là tôi cho là $49 chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì đây tôi sẽ cho nó thêm cái thẻ BR. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ có cái thẻ P ở dưới nữa. Thẻ P này tôi dùng để mà hiển thị cái button add to cart, tức là thêm sản phẩm vô giỏ hàng, thì tôi có thể input. Tôi cho nó cái tag là bằng submit. Theo thì tôi có cái class là bằng btn. Theo là tôi cho cái class là btn add to cart. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái value. Value thì tôi cho là bằng add to cart luôn. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi phép để chỉnh dần.
đó thì cái nội dung hiện giờ của nó như vậy, thì tôi sẽ đi viết style chỉnh cho nó sau. Tiếp theo thì ở chỗ thẻ UN này thì tôi quên mất, tôi còn thiếu mất cái thẻ NI. Ở đây thì tôi phải có cái thẻ NI nữa. Tôi thêm cho nó cái thẻ NI rồi tôi căn chỉnh ngay cho nó. Tiếp tục thì tôi sẽ copy cái thẻ cái khối NI này xuống và tôi sẽ chỉnh sửa. Rồi thì ở đây thì tôi sẽ lên cái nóc thứ hai thì tôi sẽ chuyển trở lại cái tên hình cho nó. Tôi cho cái hình này đi để chỉnh sửa cái hình này. Rồi cái giá là tôi cũng chỉnh sửa lại chẳng hạn. Đó, cái mấy cái này thì mấy cái nội dung thì các bạn có thể chỉnh sửa tùy theo cái thích của các bạn. Rồi tiếp tục là cái hình cái nóc thứ ba, nóc thứ ba tôi cũng chỉnh sửa cái hình. Tôi sẽ có cái hình này, tôi sẽ cho nó hình, tôi sẽ thay thế cho nó ở đây. Cái giá tôi sửa lại cho nó chẳng hạn như là 30 đô la chẳng hạn. Cái nội dung thì cái title thì các bạn có thể cho luôn là bằng cái này cũng được. Tôi sẽ bỏ mấy cái dấu gạch này. Mấy cái hình thì tên của mấy cái hình thì các bạn nên đặt không nên đặt mà có khoảng cách giữa các chữ, và giữa các chữ thì các bạn nên sử dụng cái dấu gạch ngang để phân biệt như vậy. Nhưng mà Open Server thì nó mới hiểu được. Chứ còn nếu mà các bạn để có khoảng trắng thì ở bên dưới local thì nó có thể hiểu được. Mà khi up lên môi trường host, môi trường server thì nó có thể là không có hiểu được. Rồi tiếp tục là cái nóc này. Thì nóc này tôi sẽ cho nó cái hình chẳng hạn như cái hình này đi. Tôi sẽ copy cái tên hình này. Chẳng hạn như cái chỗ nội dung này tôi cũng sửa nó lại luôn. Rồi cái giá này tôi cũng sửa lại luôn. Rồi tiếp theo là cái nóc này. Sau này thì tôi sẽ cho nó cái hình này. Chẳng hạn như tôi cho cái hình này đây. Tôi sẽ copy cái tên hình. Tôi sẽ thay thế nó vô đây. Rồi, ở chỗ cái tên này tôi cũng sửa cho nó. Chỗ này tôi sẽ sửa cho nó 5 đô la chẳng hạn. Rồi, tiếp tục thì tôi sẽ sửa cái hình này. Cái khối này tôi sẽ thay thế cho cái hình này. Chẳng hạn như là hình này đi. Đó, tôi sẽ thay thế lại cái đường dẫn nó như vậy. Rồi, cái title thì tôi cũng sửa lại. Rồi, cái giá thì tôi sửa lại luôn. Rồi cuối cùng là cái hình này, hình này cái nóc này thì tôi sẽ thay thế lại cái hình như tôi sẽ chọn cái hình này đi. Rồi tôi sẽ thay thế nó lại như vậy. Đó, rồi cái giá là tôi cũng sửa lại luôn chẳng hạn như là 66 đô la chẳng hạn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi khách lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái slide hot product của tôi thì nó hiện giờ nó như vậy. Đó thì nó có cái nội dung như vậy thì tôi sẽ tiếp tục viết style để mà chỉnh cho nó. Thì để mà cái slider nó chạy được thì tôi sẽ cần hai cái file jQuery là jQuery 1.2.4.js và cái file jQuery slider.js này. Thì tôi sẽ copy hai cái file này. À, tôi sẽ bỏ vô cái đầu test của tôi. Thì tôi sẽ bỏ vô cái folder JS và tôi sẽ tag vào đây. Đó thì tôi sẽ cần sử dụng hai cái file jQuery này. Đó thì tôi sẽ để đường link ở bên dưới cái video của tôi để các bạn có thể download về và sử dụng trong cái đồ JS của các bạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi mark cái file jQuery này do cái trang index hai trang file jQuery này. Thì bên trên này đầu tiên thì tôi sẽ có cái này script.
và tôi sẽ cho nó cái etc, tôi sẽ cho nó cái attribute là etc, thì tôi sẽ chọn cái folder gs và tôi sẽ chọn cái file utility 1.2.4.js của tôi. Đây, tôi sẽ copy cái tên của nó và tôi sẽ bỏ nó ở đây. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ load cái file jQuery. Tiếp tục thì tôi sẽ load cái file jQuery next shell này ở bên dưới này. Tôi sẽ copy cái khối này, cái dòng này xuống và tôi chỉnh sửa. Đây, tôi sẽ sửa lại cái file này. Tôi sẽ copy cái tên của nó và tôi sẽ thay thế cho nó ở chỗ này. Cái file này thì các bạn nên để ở dưới cái file jQuery 3.4.1 này để cho nó có thể hiểu được. Rồi tôi vô save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Thì cái slider nó vẫn chưa chạy được. Thì tôi cần phải viết một số cái đoạn clip JavaScript để cho trigger cho nó chạy, rồi cũng như viết style để mà chỉnh lại cho nó. Thì tôi sẽ tiếp tục đi hướng dẫn các bạn làm. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái slider. Đầu tiên thì ở bên trong cái file jQuery next.js này. Thì ở trong đây thì nó có một số cái thuộc tính CSS như vậy. Thì đầu tiên thì tôi sẽ phải đi viết style cho mấy cái thuộc tính CSS ở trong này. Thì để tôi tùy chỉnh lại cái file, tùy chỉnh lại mấy cái style cho cái file jQuery next.js này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ ghi chú là ví dụ style slider next shell. Thì đây tôi sẽ có cái class là style slider next shell. Thì trong cái class này thì tôi sẽ có cái thẻ đầu tiên thì tôi sẽ có cái class có thể H3 và có cái class là line. Đây là cái thẻ H3 và có cái class là line này, thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ cho nó cái font size bằng 30 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái color. Tôi cho cái mã là thăng 8 162 63. Tiếp theo này tôi cho nó cái không quay là 500. Tiếp theo này tôi cho nó cái min hay cho nó 50 pixel. Tiếp tục thì tôi có cái thẻ A và có cái class là like claim như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ A này. A.likeClaim. Cho là cái này hay. Bằng 40 pixel. Tiếp theo thì tôi cho nó cái display. Tôi cho là bằng lock. Tiếp theo thì tôi cho nó cái color. Theo là thằng 000. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái thuộc tính là test transform. Tôi cho là uppercase. Tiếp tục thì tôi xuống dòng là dễ nhìn, thì tôi sẽ cho thêm cái thuộc tính là font size. Tôi cho là 14 pixel. Theo thì tôi cho thuộc tính là letter spacing. Tôi cho là 2 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái test decoration bằng none. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi cũng đi refresh lại trình duyệt thôi. Thì nó chưa có thay đổi gì nhiều. Tôi sẽ tiếp tục viết style cho nó. Vì cái class này tôi chưa có sử dụng hay là nó chưa có hiểu được. Thì tôi sẽ đi gọi nó để tôi sử dụng, thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ ghi chú này là style for section slider hot product chẳng hạn.
thì tôi sẽ extend lại cái class này để tôi sử dụng cái class ở bên trên này. Tôi sẽ có được khóa là A cộng extend. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi thì test lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái title nó đã thay đổi rồi. Tiếp tục thì tôi sẽ lên trên này và tôi viết style cho nó. Ở trong này thì nó có cái này thì nó có cái class là MaxiShell, DBS MaxiShell Container như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Thì tôi sẽ cho nó cái position. À, relative. Tiếp theo thì tôi cho nó cái max width. Background. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái background thì tôi cho nó cái màu là thăng E9 rồi EFFD. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái padding top. Thì tôi cho nó là 30 pixel. Trong này thì chỗ này thì nó có cái class là DBS MaxiShell UL. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Cái này thì tôi viết ở trên đi. Thì cái này thì tôi sẽ cho nó cái position. Tôi cũng cho là relative. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width là bằng 999 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin. Margin thì tôi cho là 0 pixel. Tiếp theo thì tôi cho cái padding. Padding thì tôi cho là 0 pixel luôn. Tiếp theo thì cái nick type type. Tôi cho là none. Tiếp theo thì tôi cho cái test align. Thì tôi cho là center. Rồi tôi đi cho sạch. Rồi tôi đi reset lại trình duyệt thử. Thì nó cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Thì tôi sẽ tiếp tục viết style cho nó. Rồi tiếp theo thì ở bên trong này thì tôi lại có cái class là DBS MaxiShell Inner này. Thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái cực tính là overflow, tôi cho là hai lần. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin, thì này tôi cho là không auto. Rồi tiếp tục thì ở đây thì tôi có cái class là DBS MaxiShell Item, tôi sẽ viết style cho cái class này. Thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là plot thì tôi cho là net. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin. Margin thì tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái padding. Tôi cho là 0 pixel. Tiếp theo thì tôi cho là cursor. Thì tôi cho là pointer. Theo thì cái position cho nó là relative. Tiếp theo thì tôi cho nó cái line height thì tôi cho là 0 pixel. Tiếp theo thì trên này tôi có một chấm chấm. Tiếp theo thì tôi có cái NBS Excel item thì nó chọn tới cái thẻ IMG. Thì tôi sẽ viết style cho nó như vậy. Thì tôi cũng cho nó cái đầu tiên là cursor, tôi cho là pointer. Rồi tiếp theo position thì tôi cho là relative. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin. Thì đầu tiên thì cái margin top thì tôi cho là 10 pixel. Tiếp theo thì margin right cho là 0 pixel và margin bottom thì tôi cho là 10 pixel. Rồi margin nét thì tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái max width thì tôi cho là 350 pixel. Tiếp theo thì tôi có cái
Minhay. Minhay thì tôi cho là 500 pixel. Theo là tôi có cái được tính là display thì tôi cho là inline lock. Rồi tiếp theo thì ở bên dưới này. Thì tôi có cái class là lbs.shell.net thì tôi sẽ display cho cái class này. Và tôi cũng có cái class là bash.shell.net.py, tôi cũng viết style cho cái class này luôn. Thì hai cái class này nó có cái style giống nhau nên tôi sẽ viết chung như vậy. Rồi thì tôi sẽ cho nó cái đầu tiên là cho cái width. Thì tôi cho là 45 pixel. Theo thì cái height tôi cũng cho là 45 pixel. Tiếp theo là cái position. Thì tôi cho là absolute. Tiếp theo thì cái cursor tôi sẽ cho là pointer. Theo thì tôi có cái thuộc tính là z index thì tôi cho là 100. Theo thì tôi cho là cái mặt pin to thì tôi cho là chữ one em rồi tôi cho save rồi tôi không defect lại chỉnh dậy nó cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Tôi sẽ tiếp tục viết style cho nó. Tiếp theo thì ở bên trong này thì tôi có cái class là container, tôi cũng viết style cho cái class này thì tôi sẽ viết ở dưới này. Class container này thì tôi sẽ cho nó cái padding net là 0 pixel và tôi cũng cho nó cái padding guide là 0 pixel. Rồi tiếp theo thì bên trong này thì tôi có cái class là img black shell, tôi cũng viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết vào trong này luôn. Thì cái image next shell này thì tôi sẽ cho nó cái width và cái height. Tôi sẽ cho nó cái width là bằng 170 pixel. Và cho nó cái height thì tôi cho là 250 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi test lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái hình nó đã nhỏ lại cho tôi như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ đi xuống bên dưới này và tôi sẽ viết thêm một cái đoạn script JS để mà tôi trigger cho cái script vào bên trên nó chạy thì tôi sẽ viết thì sau thì tôi cái này tôi có thể script script này thì tôi sẽ cho nó cái file là bằng test duyệt JavaScript. Rồi theo thì ở đây thì tôi sẽ có dấu đô la vâng ngoặc. À, tôi sẽ bên trong này thì tôi sẽ có cái pin đầu và theo thì tôi chấm loạt bên trong cái hàm loạt này thì tôi sẽ gọi hàm function rồi tiếp tục thì tôi sẽ vô đây tôi viết code tiếp. Thì đầu tiên này tôi có cái đô la đúng không ạ. À, tiếp theo thì tôi có cái thằng rồi tôi sẽ có cái bên trên này thì tôi có đặt cho cái chỗ thẻ owner này có cái ID là side hot product thì tôi sẽ sử dụng cái ID này. Tôi sẽ copy xuống và tôi sẽ bỏ vào đây. Tôi còn quên mất tôi còn cài thêm cho nó cái giống rồi kép như vậy. Tiếp theo thì tôi chấm tôi sẽ gọi cái hàm next shell trong này thì tôi sẽ cho nó mấy các thuộc tính như đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái visible item tôi cho là 4. Tiếp theo thì animation speed thì tôi sẽ cho nó là 700. Tiếp theo thì tôi có thuộc tính là auto play tôi cho là true. Tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là auto beat auto play beat tôi cho là 1500. Tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là sau on hover tức là khi mà người ta hover rồi thì chúng ta cho nó họ tạm dừng khi mà hover rồi thì tôi sẽ cho là true tức là cho phép người ta cho phép cái slider nó tạm dừng khi hover rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái thuộc tính là endable
Sponsor Backpoint. Tôi cho là true. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái Sponsor Backpoint. Bây giờ tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là cái tiền là Portrait. Chạy thì đầu tiên này tôi có cái thuộc tính là trên point, tôi sẽ cho là 180, và tiếp theo thì tôi có thuộc tính là visible item, tôi sẽ cho là bằng 1. Tiếp theo thì tôi copy cái chỗ này và xuống và tôi chỉnh sửa trong thì chỗ này thì tôi sẽ chỉnh sửa lại như sau. Sẽ bỏ cái portrait này đi và tôi sẽ thay thế bằng cái là landscape. Rồi tiếp theo này cái chỗ thông số này tôi sẽ sửa lại là 6.40, và cái chỗ bên dưới này visible item thì tôi cho sửa lại là 2. Tiếp tục thì tôi copy xuống dưới này thì tôi sửa cái chỗ này thành là tabnet, tức là trên mấy cái màn hình mà máy tính bảng. Cái chỗ trên point này tôi sửa lại thành là 768. Rồi cái visible item này thì tôi sửa lại thành là 3. Thì tôi sẽ fix sơ qua một số cái thuộc tính ở trong này, như là thuộc tính là visible item, tức là số cái item, hay là số cái item mà chúng ta hiển thị trên cái slider. Rồi cái tốc độ chạy thì tôi cho là 700. Rồi auto lay thì tôi cho nó tự động chạy. Rồi auto lay speed thì tôi cho là cái khoảng thời gian mà nó tự động chạy là khoảng 1500 mili giây. Rồi on over tức là khi mà người ta hover lên thì tôi muốn là cho nó dừng lại cái slider thì tôi cho là true. Rồi thuộc tính enable device pick point, cái thuộc tính liên quan đến cái cho phép nó device. Rồi device pick point này thì khi mà ở các màn hình như portrait, naked, rồi các nét là các loại màn hình nhỏ thì tôi muốn cho nó nhìn thấy cái số item và như vậy thì tôi sẽ cho nó nhìn thấy các item như vậy. Rồi tôi cho save và tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó, thì hiện giờ cái slider của tôi đã chạy được như vậy. Mà nó còn chưa đẹp lắm thì tôi sẽ đi chỉnh sửa lại thêm một chút nữa. Ví dụ cái chỗ này tôi sẽ muốn tăng cái chiều cao của nó đi chẳng hạn, thì tôi sẽ đi qua đây và tôi chỉnh sửa. Ví dụ như chỗ này tôi phải chỉnh sửa này là 250 chẳng hạn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó, thì nó đã đẹp hơn rồi. Theo thì tôi muốn hiển thị thêm cho nó ở bên bài và bên trái này, nó có thêm có cái hình icon để mà người ta click vô để cho cái slider này nó có thể chạy theo cái hình icon của đó, thì tôi sẽ đi viết style cho nó sau. Thì tôi sẽ có cái class là trên này thì tôi đã có cái class là nps excel map này, thì tôi sẽ copy cái class này xuống và tôi sẽ đi mapping icon vô cái class này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái thuộc tính là map, tôi cho là không pixel. Theo thì tôi có cái thuộc tính là background. Background này thì tôi sẽ loát tới cái đường dẫn. Tôi sẽ dùng cái thẻ thuộc tính là URL và tôi sẽ loát tới cái hình icon ở trong cái folder image của tôi. Tôi sẽ đi vô folder image rồi image icon. Và tôi sẽ đi loát cái hình của tôi đây. Đó, tôi sẽ đi vô cái folder image rồi image icon. Thì ở đây nó có cái hình RawNet này thì tôi sẽ sử dụng cái hình này. Và tôi sẽ pass vào đây. Rồi tiếp theo thì ở bên ngoài thì tôi sẽ cho nó thêm một số tính là low càng tí tí. Tiếp theo là tôi cho thuộc tính là -5 pixel. Tiếp theo là tôi là -3 pixel. Tương đương với rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi khác lại trình duyệt. Đó thì ở bên trái này đó có cái hình icon như vậy. Và tiếp theo thì tôi muốn làm cho cái class này, tôi muốn hiển thị lên sâu lên cái hình icon bên navigation ở bên phải, thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là right, là không pixel. Chỗ này tôi phải sửa lại thành cái mũi tên. Rồi tiếp theo thì tôi cũng có cái backdown, thì tôi copy cái ở trên này xuống mà tôi chỉnh sửa. Rồi sẽ mát tới cái hình icon
rau rai này. Rồi cái chỗ này tôi chỉnh sửa lại là trừ 6 pixel. Rồi video xay. Rồi tôi refresh lại chỉnh trang. Đó, thì bây giờ nó đã có hình icon ở bên phải như vậy. Và bây giờ tôi click cho chẳng hạn như click cho hình icon này đó thì nó đã in gọn lại như vậy. Đó, hoặc là tôi click cho cái hình icon bên phải thì nó sẽ đưa cái slider qua bên phải như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có cái bút tần F2K này, tôi cũng muốn viết chi tiết cho nó. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa. Thì tôi sẽ đi vào cái folder SCF và tôi vào folder bay, thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa để tôi chứa các chi tiết cho các phần bút tần. Thì ở đây thì tôi sẽ tạo ra một cái file là bút tần SCF. Đó, SCF như vậy. Rồi tôi đi vào Z. Và tôi cũng loát cái file button.css này vô cái file name này. Tôi sẽ loát ở trên này. Đó, tôi sẽ loát nó như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái file button này lên và tôi sẽ viết style cho nó. Tôi sẽ ghi chú này là style for button. Thì ở bên trang index này thì ở mấy cái nóc này thì tôi có cái class là btn s2k như vậy. Tôi sẽ copy cái tên class này qua và tôi sẽ sử dụng, tôi sẽ viết cho nó ở đây. Thì tôi sẽ viết style cho cái button s2k như sau. Giờ thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính border radius. Thì border radius thì ở bữa trước thì ở cái project flower shop thì tôi có cái ở đây thì tôi có cái hàm là add border radius, thì tôi sẽ copy cái hàm này và vô cái file missing của tôi và tôi sẽ sử dụng cái hàm này. Tôi sẽ vô cái folder SCF và vô folder bay. Tôi sẽ sử dụng tôi sẽ copy cái hàm này vô cái đây. Thì tôi sẽ sử dụng cái hàm missing này, thì tôi sẽ sử dụng cái hàm này. Đó. Thì ở bên cái bút tần này tôi cũng sẽ gọi cái hàm missing bên kia, thì tôi sẽ gọi a còng input add border radius thì tôi cho nó cái size là 3 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó thêm cái các thuộc tính khác như sau. Outline, tôi sẽ cho thuộc tính outline thì tôi cho là 0. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là margin. Thì tôi cho nó cái margin top là 10 pixel và cái margin right thì 0 pixel. Rồi margin bottom là 20 pixel. Rồi tiếp theo là mặt tin drive thì tôi cho là 0, mặt tin nét thì tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái không sai, tôi xuống dòng cho nó dễ nhìn thì tôi cho là 13 pixel. Theo thì tôi cho nó cái min hay, tôi cho là 22 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái padding là bằng 10 pixel. Padding top thì tôi cho là 10 pixel và padding dry thì tôi cho là 15 pixel như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái min width. Min width thì tôi cho nó là bằng 110 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái phong quay là 500. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái background. Tôi cho là cái màu đỏ thì tôi cho là red. Rồi tiếp theo thì tôi cũng gọi cái hàm là add border. Tôi sẽ gọi a còng input add border. Tôi sẽ cho nó các tham số như sau. Tôi cho cái size là 1 pixel. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho cái thăng FF5722. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái position thì tôi cho là on. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái color, cái màu chữ thì tôi cho nó. Thì bên trang variable thì tôi đã đặt cho cái tên biến là white color như vậy, thì tôi sẽ sử dụng cái tên biến này. Rồi tôi click cho save thì nó báo lỗi, thì tôi sẽ đi kiểm tra lại thì nó báo lỗi ở dòng 5 như vậy. Tôi sẽ thử sửa cái chỗ này lại thử, có thể nó không hiểu chỗ này. Tôi click cho save nó vẫn chưa hiểu. Thì nó chưa hiểu là bởi vì bên trang machine này thì tôi chưa xây lại. Bây giờ tôi sẽ nick cho xây. Rồi tôi sẽ qua trang button và tôi sẽ nick xây nó lại. Đó thì nó đã hiểu rồi. Và tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái button F2K của tôi bây giờ nó như vậy.
tôi hao vừa rồi thì nó như thế này. Vì vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái slider hot product, thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Đó, bữa sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái menu ở đây, rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm hiển thị là các danh sách sản phẩm ở bên dưới này. Đó, thì tôi sẽ làm giống như cái trang của tôi ở trên này. Đó, thì tôi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.